triển lãm cây cảnh nghệ thuật Long Biên tổ chức trong khuôn viên của chùa Tiêu Dao. Quý vị xem những cây để bàn nhé. Cây đầu tiên là một cây si hàng ở bên tay, cũng là cây ruột diệp đôi lực. Thông tin của chủ cây này, tiếp theo là một cây đa. Cây đa này thì cũng có đủ 5 thân. Số điện thoại của chủ cây nhé. Xanh 3 thân. Hàng bên tay cũng khá là đẹp. Những cái đường chuyển của thân này. Số điện thoại của chủ cây này. Chỗ này thì có một cây si cũng rất là già rồi. Quý vị các bạn xem nhé. Màu búp này. Có lẽ cây này cũng được làm từ lâu rồi. Cây này làm theo lối cổ. Cây si. Thông tin của chủ cây này. Quý vị và các bạn xem tiếp nhé. Đây là một cây tường vi. Cây tường vi dáng thác đổ. Được rồi, chuyển một thân này. Nó rơi hẳn xuống nhé. Có nét thẳng này, nét cong này. Đến đây thì rất là mềm mại nhé. Có thẳng, có cong, có cương, có nhu, kết hợp hài hòa để tạo lên tổng thể tác phẩm rất là đẹp, rất là tự nhiên. Cái điều đặc biệt của cây tường vi, nhìn kỹ thì thấy cái lớp da mới nó dẹt ra nhé, bám sát lên miệng chậu chứ không phải đục cho nó bám sát đâu nhé. Cái lớp da mới nó dẹt ra này, đó là điều rất là đặc biệt ở cây tường vi. Ở đây có bộ 3 tác phẩm hàng bề tay. Ở giữa là một cây xanh có tạo hình rất là đặc biệt. Thì các bạn xem cây ở giữa trước nhé. Cây xanh có đường chuyển của thân, uốn theo hình tròn, và những cái cành của nó được uốn tỉa tạo tác để phụ họa thêm cho cái vòng tròn này, rất là đẹp. Cây xanh này chủ nhân là anh Cường, một tác phẩm rất là độc đáo và nhìn nó cũng rất là đẹp. Tiếp theo là một cây si này. Cây si này được trồng ở trong một chậu đá. Vì các bạn xem thêm chiều khác của cây xanh này nhé. Có lẽ đây là chiều chính. Cây xanh tiếp theo này. Bộ 3 này là của anh Cường. 3 cây của cùng một chủ nhân nhé, là anh Cường. Quý vị các bạn xem tiếp nhé. Đây là cây xanh này, cũng của chủ nhân là anh Cường. Cây xanh này thì cắt giật cũng không nhiều, chủ yếu là phác họa cái đường thân rất là rõ ràng, đường chuyển của thân cũng rất là đẹp nhé.
Tiếp theo là một cây mai chú thủy, cũng của chủ nhân là anh Cường. Nu này. Xì bám đá, cũng của chủ nhân là anh Cường nhé. Hòn đá cao, hơi nghiêng. Cây xì ký ở trên hòn đá cao, nhìn rất là tranh vênh, phiêu. Và cây xì này cũng là một cây xì rất là đẹp, được làm rất là côn nhé. Bông tán được làm rất là rõ ràng, nét. Đường chuyển của thân rất là đẹp nhé. Tiếp theo là một cây xanh này. Cây tiếp theo nhé. Cây xanh này thì tổng tán được làm như hình nón, tự nhiên. Chân đấy đẹp này, nu này. Thông tin được chủ cây này. Xì này, quý vị các bạn xem mà búp nha. Quay cho lập cho các bác xem thêm một cái xì này. Tên tác phẩm là xì quái. Thông tin của chủ cây này. Cây xì này thì rất là già. Đường chuyển của thân cũng có những cái nét dị. Có lẽ cũng do cái nét dị đó nên chủ cây mới đặt tên là xì quái. Cũng không biết là chủ cây đặt hay là ban tổ chức mới đặt tên. Quý vị các bạn nhìn qua khung cảnh của chùa Tiêu Dao nhé. Bên kia là cổng chùa. Cổng chùa cũng được làm rất là đẹp. Xem là tiếp một cái xi. Cái xi này cái lá rất là dày nhé. Xi này. Số điện thoại của chủ cây này. Cây xì này rụt rịt. Nó rụt rịt như này. Thân nu rất đẹp nhá. Tổng tán nó tự nhiên. Thân có hình núi. Tay cành rụt rịt. Cây xì này có cái đế xoay được nhé. Xoay qua cho các bác xem này. Một tác phẩm xì rất là tuyệt vời nhé. Quá là mê luôn những cây xì như này. Quý vị và các bạn vừa tham quan chùa Tiêu Dao và xem những cây cảnh đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.